có gai này nha. Lại đây cho các bạn coi cái gai thật là nhuyễn nhuyễn nè. Sao mới đụng được không? Có không đụng được? Nè, coi nè, đụng vô đây. Ây, chảy máu rồi. Ta rảnh quá. Gai không máu thấy chưa? Thôi. Là không sao đó, đụng theo cái chiều ngược lại là bụng dính á. Ba sẽ ném cái dưới này cho tụi con ăn. Mà ăn được sao được, có gai mà. Cẩn thận đó ta. Ba sợ với con sợ y dứt xuống con người đập mặt con á. Y dân dân á, hôm nay dứt xuống yên á. Cái này ngại qua đâu quá. Sửa được rồi nha. Anh ba 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 này ốc bông mà. Xíu nữa bị hưa, xíu nữa bị đâm tay chết thôi bị, ý bị dắt. Dắt. Bị dắt ở chỗ này. Dắt. Bị dắt cả hông. Rồi, được một cái rồi. Một cái hả ba? Sắp rồi. Cái thứ hai rồi nha. Sắp được cái thứ ba rồi nha. Rồi, cái thứ ba rồi. Cái thứ tư nữa chúng ta thấy sắp sửa được rồi. Cái cuối cùng mới nói cái tư ăn được rồi, cái cuối cùng lát rồi tiếp nữa còn cái nữa. Rồi đây là cái khâu hết cái này làm tới cái một cái khâu cực kỳ quan trọng nha. Rồi tất cả xe ra, đứng xa xa ra, xe chát cỏ luôn. Vậy lựa cái cao vậy. Rồi dưới đây chúng ta sẽ ăn cái dứa này. Đầu tiên chúng ta sẽ gỡ cái cùi này ra. Nguyên lại đây Nguyên. Rồi con mang vô đi. Mẹ lấy con kiến ra cho Nguyên. Rồi. Nó giờ quá. Tiếp tục chúng ta sẽ gỡ tiếp. Đây nè, cái dứa nè, chúng ta sẽ ăn một cái dứa nha. Cũng còn có gai đó nha. Đấy, sắp ra được nè. Thôi ba. Ừ. Có sắp chưa? Sắp xong rồi. Còn một cái nữa. Còn ba cái nữa thôi.
tới cái mầm non rồi nè. Mầm non nó xuất hiện rồi đó chị ơi. Ngon không ba? Thật là ngon lành nha. Đây. Nghe ăn nữa. Rồi. Rồi. Đây ăn chưa? Không có gai, không có gai, ăn thử đi. Ở trên đây mới có gai. Ở đây nó non lắm. Hả miệng ra. Cắn đi. Ở trên đây không sao, cắn ở đây đi. Hả cái kéo khẩu trang xuống. Mạnh vô. Được không? Ngon không? Ủa cái này miếng nhỏ luôn. À Nguyên ăn thêm một miếng không? Cắn vô. Ừ. Thế là. Rồi ba cho mẹ một miếng. Đây, ăn đi. Hả gì hả? Hả của trang ngon. Đây, lạc lạc. Cái này phải chấm lạc lạc muối. Bùi bùi. Chấm muối ớt mới ngon. Tiếp tục nữa. Dễ hẹt hả? Ừ. Thấy ngon mà. Rồi, thả ra thả, dễ hẹt để cho hai Nhi ăn. Cắn đi. Rồi. Là gì? Ồ, nó chưa thấy hai Nhi ngon không? Rồi, ba sẽ dùng cái này làm một cái đồng hồ cho coi nha. Coi, tới bây giờ ba sẽ dùng cái này, ba sẽ làm cho con một cái đồng hồ. Dạ, sẽ làm cho con một cái đồng hồ. Anh thấy sao không Nhi? Khó ăn lắm à. Chút mà cái miệng nó sẽ rất là đen như giống ba. Gân gân đen chưa? À Nhi ra lửa thôi. Đen rồi đó. Nhi ra lửa thôi. Nguyên cũng đen xíu xíu thôi. Nguyên ăn ít. Nè ba nè. Nguyên vui đúng không? Ba làm một cái đồng hồ cho con. Thích xong rồi. Đi hái hạt kê. Hay là ba làm một cái kèn đi. Làm một cái kèn trước đi. Không phải hạt kê quá. Cây trái gì vậy? Nè ba sẽ làm cái kèn trước đi. Kèn nha. Vậy cho mấy chú kén ăn không Miên? Quá trời luôn. Đồ ăn cho chim. Sẽ làm một cái kèn trước. Bà sẽ làm một cái kèn cho con khỏi chơi. Cái kèn của người dân tộc. Đó, một thứ khó ăn được rồi. Cái này nó ngắn quá tao không chọt được, để cho bự không chịu chọt. Cái cây xuyên qua cái là sao? Đây bà hỏi thử nha. Rồi. Rồi nó hơi nhỏ một xíu, làm bự ra một xíu.
chị ra, chị ra. Tới là con thở đi, không có sức. Tới ba. Từ từ nó lớn mà. Hỏi rất là nhiều sức đó nha.